Hiện nay, hệ thống thoát nước của thành phố Hồ Chí Minh chỉ đáp ứng 60% theo quy hoạch tổng thể thoát nước trên địa bàn. Chính vì vậy, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố như Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh, Tân Hóa, Lạc Long Quân, v.v. đều rơi vào tình trạng nước ngập thành sông. Tuyến đường Kinh Dương Vương, Hồng Bàng, tình trạng ngập nước cũng được cải thiện nhờ trạm bơm chống ngập. Bên cạnh đó, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố cũng đã đầu tư và đang triển khai thực hiện công trình cải tạo hệ thống thoát nước nhằm giảm tối đa tình trạng ngập nước trên tuyến đường này. Đường này là bây giờ là hết ngập rồi, lúc trước thì ngập dữ lắm chứ bây giờ là hết rồi. Tại vì nó ở đây nó có đặt cái trạm bơm. Cái trạm bơm thì cái cuộc sống thì thoải mái, dân đi lại nó cũng tiện lợi hơn. Tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7 cũng là tuyến đường thường xuyên bị ngập. Tuy nhiên, hiện nay một số đoạn của tuyến đường này được nâng cao hơn nên tình trạng ngập nước cũng phần nào đã được cải thiện. Chưa nâng đường thì nó ngập nhiều hơn. Bây giờ nâng đường cao hơn mà nó đỡ lại. Đường nâng lên thì đỡ ngập hơn, bán khách chứa đông hơn. Thành hồi xưa nó ngập, bây giờ là đã nâng lên đỡ rất là nhiều lắm rồi đó. Từ hôm mà nâng đường lên đó thì công việc chạy xe thì nó cũng đỡ hơn, vất vả hơn chút xíu. Tuy tình trạng ngập nước sau cơn mưa vẫn còn tồn tại trên nhiều tuyến đường của thành phố Hồ Chí Minh, nhưng những dự án, những công trình đang triển khai đã thể hiện sự chủ động trong công tác phòng chống ngập trên địa bàn thành phố.